Hồi ước lính Mời các bạn đón nghe trích đoạn hồi ký Viết về chiến trường ca Những kỷ niệm không thể quên Đó là những tháng ngày ác liệt Và dữ dội nhất Một phần thanh xuân của những người lính Đã gắn chặt với nơi này Cục diện chiến trường khu vực miền Đông Campuchia do quân khu 7 đảm nhiệm, phát triển thuận lợi, khi các sư đoàn 5, sư đoàn 303 và 302 đã đánh thiệt hại nặng hai sư đoàn chính quy 260 và sư đoàn 603 của Pol Pot và việc chiếm thị xã karati đã tạo sự ảnh hưởng dây chuyền làm mất tinh thần các đơn vị tác chiến của quân đội Khmer Đỏ trước sự tấn công như vũ bão của các quân đoàn chủ lực Việt Nam về mũi tấn công quân đoàn 4 của tướng Hoàng Cầm gồm các sư đoàn 2, 7 và sư đoàn 9 sau khi đẩy lùi các sư đoàn 340, 221 và 703 của Pol Pot, đã kiểm soát toàn bộ tỉnh Svay riêng làm chủ quốc lộ 1, cung đường chiến lược nối từ thành phố Hồ Chí Minh sang thủ đô Phnom Penh. Các đơn vị của Quân đoàn 4, tuy vấp phải sự kháng cự của các sư đoàn thiện chiến Pol Pot, nhưng cuối cùng, sư đoàn 7 đã tấn chiếm được bến phà Ních Lương, cửa ngõ dẫn vào Phnom Penh, trong khi sư đoàn 9 Tiến quân song song quốc lộ 1 Sư đoàn 2 đã rui rẳng Làm chủ Nông Pinh ngày mùng 7 tháng 1 năm 1979 Quân đoàn 3 của tướng Kim Tuấn Từ Tây Ninh Gồm các sư đoàn 10, 31, 320 Và một bộ phận Của sư đoàn 302 quân khu 7 Sau khi vượt sông Mê Công Tiến chiếm thị xã Cà Pông Tràm Đã đưa quân theo lộ 7 Áp sát bờ sông Ton Lê Sáp Tấn chiếm khu vực U Đông các mũi tiến công của sư đoàn 10 và 31 uy hiếp vùng ngoại vi để sư đoàn 320 sẽ tấn công vào thủ đô Nông Bình. Nhưng do chậm chân hơn, quân đoàn 4 đã vào chiếm thủ đô trước nên tướng Kim Tuấn tư lệnh quân đoàn 3 đành phải đưa quân lật cánh lên phía bắc giải phóng tỉnh Cao Năng. Rồi sư đoàn 10 theo quốc lộ 5 hành quân truy kích tàn quân tận biên giới Thái Lan thuộc tỉnh Bát Tam Bang riêng khu vực duyên hải phía đông nam Campuchia thì quân đoàn 2 của tướng Nguyễn Hữu An và lực lượng vũ trang của quân khu 9 cũng làm chủ tình hình và bắt đầu vừa bình định vừa giúp bạn xây dựng chính quyền. Trở lại với chiến trường miền đông Campuchia, sau khi thị xã Karati thất thủ, sư đoàn 5 bộ binh đã vượt sông Mê Công, băng rừng ra ngã ba Campong Thừa Nò. Theo lộ 6, hành quân cơ giới tiến thẳng lên Bát Tam Bằng. Sư đoàn 302, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, phối thuộc với quân đoàn 3, đánh chiếm thị xã Cập Vông Toàn đội hình đã quay trở lại lộ 13, chịu trách nhiệm truy quét tàn quân từ Me Mút, lộ 7, kéo dài lên đến tận Karati. Sư đoàn 303, sau khi đánh chiếm thị xã Karati, bắt đầu phát triển về hướng Nam, tạo thanh lực lượng của sư đoàn 260 và 603 Pot. Sau khi liên tiếp giành được những chiến thắng, bắt đầu từ chiến dịch tấn chiếm thị xã Karati giải vây cho trung đoàn 36 bên bờ đông của sông Mê Công. Tiểu đoàn 1 đã góp công lớn khi cùng với các đơn vị của trung đoàn 732 đánh tan rã và gây thiệt hại nặng đối với các đơn vị thuộc sư đoàn 260 và 603 của quân Khmer Đỏ. Với khí thế tiến công và sức mạnh của một đội quân khá tinh nhuệ và những sĩ quan chỉ huy đầy kinh nghiệm tác chiến của một cuộc chiến tranh quỷ ước mà quân Khmer Đỏ chỉ là đàn em. Hay nói đúng hơn, quân đội Pol Pot đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi nghĩ mình là đối thủ của quân đội nhân dân Việt Nam. Từ những điều trộm nghĩ của tôi, có lẽ các chỉ huy trung đoàn nghĩ rằng đơn vị sẽ không gặp phải bất kỳ một trở ngại nào trong kế hoạch tiến công đánh chiếm thị trấn Trờ Long. Song mọi việc đã không diễn ra như dự kiến tôi không tin những suy đoán chủ quan của bản thân tôi là đúng vì lúc bấy giờ tôi vẫn chỉ là một tiểu đội trưởng tầm nhìn còn hạn hẹp trong phạm vi tác chiến của một đại đội bộ binh nhưng với những gì tôi đã được phổ biến trước trận đánh vẫn làm cho tôi chăn trở mãi về một kết quả không mong muốn đối với một trận đánh mà theo tôi nếu như chúng ta làm tốt hơn công tác đánh giá tình hình địch và kế hoạch hành quân tác chiến thì đã giảm được nhiều những thiệt hại từng là một sĩ quan chỉ huy cấp thấp kinh nghiệm tác chiến chưa nhiều và lúc này thân phận và địa vị có khác đi nhưng tôi vẫn có suy nghĩ riêng của mình về những sai lầm trong việc hành binh của chỉ huy trung đoàn đối với trận đánh này tôi nghĩ có lẽ đã có sự chủ quan của các sĩ quan chỉ huy tiểu đoàn hai và ban tác chiến trung đoàn khi đánh giá không đúng và thiếu chính xác về quân số và trang bị của địch có thể đã thiếu thận trọng và cân nhắc khi xử lý các nguồn thông tin do trinh sát trung đoàn báo cáo và đó chính là nguyên nhân dẫn đến những tổn thất rất đau của tiểu đoàn 2 trong đó có đại đội 8 là đơn vị phải chịu nhiều tổn thất nhất 7 giờ sáng ngày 9 tháng 1 năm 1979 Tiểu đoàn 2 rời Phum Break Lắc, di chuyển xuống phía nam theo trục lộ 308, cự ly hành quân độ 15 km, trên con đường độc đạo để vào thị trấn Trờ Long. Bên phải là sông Mê Công và bên trái là những con rạch nước chẳng chịt, đầm lầy. Theo hoạch định, đợt tảo thanh tàn quân trong thị trấn Tơ Long sẽ do tiểu đoàn 2 đảm trách hướng chủ yếu theo lộ 308 qua cầu Trơ Long rồi vào thị trấn Cùng lúc tiểu đoàn 1 của tôi không qua cầu mà phải cắt đường xuống Nam 2 km mới vượt sông và triển khai đội hình tác chiến bên trái của hướng tấn công tiểu đoàn 2 để răng lưới bắt cá khi tiểu đoàn lùa địch ra khỏi thị trấn. Tiểu đoàn 3 sẽ cùng với các đại đội trợ chiến yểm trợ phía sau đội hình của tiểu đoàn 2. Nhưng không rõ lý do vì sao, tiểu đoàn 3 và khối trực thuộc đã không hội quân đúng thời gian quy định khi tiểu đoàn 2 đã chạm địch và nổ súng và cũng theo kế hoạch hiệp đồng tác chiến đã được triển khai chúng tôi được biết ngoài các tiểu đoàn bộ binh của trung đoàn 732 tiến vào Chư long còn có thêm sự tăng cường của trung đoàn 733 được triển khai từ hướng đông bắc của sông té lên suốt một quãng đường hành quân chúng tôi hoàn toàn không gặp phải bất kỳ một hoạt động quân sự nào của địch có vẻ như chúng đang phân tán lực lượng để tránh bị quân ta vây đánh như hai trận trước đó. 10 giờ sáng, trong ngày tiểu đoàn 2 chỉ còn cách cầu Chơ Long khoảng 500 mét. Tại đây, chúng tôi đã bắt gặp cánh trinh sát trung đoàn đang khai thác thông tin từ một lính trinh sát của Pol Pot bị ta bắt được. Lúc nó đang tìm cách vượt sông Chơ Long sang nắm tình hình của quân ta. Không biết có phải những thông tin sai lệch hay chủ quan khi điều tra, khai thác tình hình của địch từ tên lính Pol Pot mà ngay sau đó tiểu đoàn 2 vẫn tiếp tục nhận lệnh đưa quân vượt cầu Chơ Long tiến vào thị trấn mà lẽ ra phải chờ tiểu đoàn 1 của tôi cắt đường xuống phía nam rồi vượt sông vào vị trí quy định trước khi tiểu đoàn 2 qua cầu 10 giờ 15 phút những chiến sĩ đầu tiên của đại đội 8 tiểu đoàn 2 vào thị trấn Chơ Long hướng chính diện cùng lúc này đại đội 6 ở bên phải và đại đội 7 ở bên trái đội hình tiểu đoàn 2 cũng đồng thời vận động vào trung tâm thị trấn. 10 giờ 40 phút, tiểu đoàn 2 vẫn chưa phát hiện có sự có mặt của địch trong thị trấn. Khi đại đội 8 vừa vượt qua ngôi chùa to nhất của thị trấn thì phát hiện xung quanh chùa nhiều bếp lửa dạ chiến đang đun nấu. Trong những chiếc chảo lớn được người dân Campuchia dùng để đun nước thôn nốt lấy đường là từng mảng thịt lớn đang được luộc Nhiều thúng cơm vừa mới được vớt ra còn bốc khói Ở cánh phía phải bờ sông Mê Công Đại đội 6 báo cáo Đã phát hiện thấy có nhiều chiếc bè Được kết bằng các thân cây chuối và tre tươi Đang được neo ở mép nước Vậy là đã rõ Địch đang chuẩn bị cho kế hoạch rút quân sang bên kia sông Nhưng chưa kịp hoàn tất Thì đã gặp phải lực lượng của tiểu đoàn 2 ở vào thế chặn đủ đường với bên phải là sông Mê Công, trước mặt là sông Chơ Long, đã bị quân ta án ngữ. Bên phải là những cánh rừng trồi, Xen lẫn đầm lầy, và với lợi thế hơn hẳn quân ta về lực lượng, với quân số khoảng gần một trung đoàn, thuộc sư đoàn 603 và sư đoàn 260 Cơ Mè Đỏ cộng lại, địch đã quyết định chủ động thực hiện một cuộc quyết chiến với ta thay vì tháo chạy. Trận đánh ngay từ đầu đã thể hiện cực kỳ khốc liệt. Tiếng đạn hỏa lực nổ liên hồi Ở hướng tiểu đoàn 2 Làm cho tôi có cảm nhận Tiểu đoàn 2 một lần nữa Lọt vào đồi không tên Tại cụm cao điểm Brambon Survey check Nhưng chưa có nơi đâu mà địch Sử dụng hỏa lực khủng khiếp Như ở trận đánh này Chúng gần như không sử dụng đến súng cá nhân Mà chỉ dùng toàn hỏa lực mạnh Với cơ số đạn Được trang bị dồi dào Trong khi tiểu đoàn 1 của tôi Đang bị bõm vượt sông nghe nhiều tiếng nổ mà thấy nóng ruột cho đồng đội của mình. Cuối cùng thì tiểu đoàn 1 của tôi đã áp sát được vào thị trấn. Tuy không vấp phải sự kháng cự đáng kể của địch, nhưng phải vận động trên đám ruộng sinh đầy, cả cây số, thì đúng là thở không ra hơi. Đại đội 3 của tôi tiến vào nhà máy giấy ở cuối thị trấn. Nó đã thực sự biến thành chiếc bong ke lợi hại của lính pồn Pot. Từ những ô cửa sổ trên tầng 2 của nhà máy giấy các khẩu DKZ-75 và B-41 liên tục phóng những chùm lửa đại đội 3 ở bên ngoài vào, đồng thời cũng hỗ trợ bắn đội hình đại đội 8 đang trụ lại trong con đường dẫn vào thị trấn. Những khẩu đại liên được đặt trên mái tầng thượng vãi đạn không ngớt, xới tung các hàng cây ven đường, cùng nơi trung đội 9 của tôi đang phơi mình trên cánh đồng. Đọ sức với một lực lượng của Pol Pot có quân số đông và được trang bị hỏa lực mạnh như thế suốt cả tiếng đồng hồ. Về phía quân ta lúc ấy, chỉ có một tiểu đoàn 2 lại phải chiến đấu trong thế bị động và bất lợi về vị trí chiến đấu, nên thương vong là điều khó tránh khỏi. Chỉ sau 20 phút đầu tiên của trận đánh, toàn bộ cán bộ chiến sĩ của trung đội 8 của Thằng Châu trên hướng chính diện đều bị thương vong. Ngoài 4 binh sĩ bị thương kịp đưa về tuyến sau, tất cả 11 người còn lại đều hy sinh khẩu đội 12 ly 7 của tiểu đoàn cũng có hai xạ thủ bị thương do trúng mảnh đạn DKZ. Chỉ mới nổ súng ngăn được đợt xung phong đầu tiên của địch thì khóa nòng của khẩu 12 ly 7 đã kéo đứt đuôi đạn làm kẹt lại vỏ đạn bên trong nòng, đành tắt tiếng gáy. Chúng tôi nhìn thấy rõ hành động chiến đấu của bọn lính áo đen dựa vào quân số đông và hỏa lực mạnh. Chúng luôn miệng đe dọa, cáp ruồn. Nhiều tên với trang bị súng Trung Liên và B40 trên tay liên tục di chuyển qua lại giữa các ngôi nhà hai bên đường. Lần đầu tiên tôi đã chứng kiến lính Pol Pot cặp súng B40, B41 vào nách bắn thẳng vào các vị trí của chúng tôi. Còn về cách sử dụng cối 62 của các tên địch cũng không kém quân ta. Bọn chúng chỉ bắn bằng nòng cối mà không cần đến đế súng. 12 giờ 30, địch tổ chức đợt tấn công thứ hai không phải bằng bộ binh mà bằng pháo không giật 75 và cối 62 đã có thêm nhiều chiến sĩ của tiểu đoàn 2 bị thương và hy sinh. Riêng đại đội của tôi, trung đội 7 bị đóng dấu chiến trường hai em nhưng không nghiêm trọng lắm. Sau khi thoát được quả B40 đầu tiên của địch nhờ nấp kín phía sau một bụi cây củ chuối, tôi vận động thật nhanh sang một gốc cây bên cạnh với đôi tai bị ù bởi mấy ngày nay bị chấn động bởi tiếng nổ gần 14 giờ chiều Lợi dụng địa hình che khuất của rừng trồi Địch sử dụng khoảng một tiểu đoàn Tiếp cận tấn công đại đội 1 của chúng tôi Từ bên sườn trái của đội hình Trước sự căng kéo của địch Chúng tôi đề nghị tiểu đoàn 2 Cho bắn cối chi viện Vì phải vượt sông Nên toàn bộ cối 82 Đã để lại bên kia sông Nhưng lúc này Các khẩu đội cối 82 Của đại đội 9 Và cối 62 Của các đại đội mỗi khẩu chỉ còn không quá năm quả, nên chỉ được lệnh bắn khi thật sự nguy cấp. Lần thứ hai trong ngày, tiểu đoàn hai và tiểu đoàn một chúng tôi đẩy lùi được đợt tấn công của địch. 16 giờ 30 chiều, địch dừng toàn bộ các hoạt động công kích. tranh thủ khoảng thời gian yên tĩnh này, chúng tôi ra sức củng cố lại công sự chiến đấu, chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo. chưa biết sẽ đến lúc nào. suốt cả ngày chiến đấu căng thẳng. Tất cả chúng tôi ai cũng mệt nhoài Người nào cũng bơ phờ Đầu tóc bê bết khói súng và bụi đất Cả ngày không có một thứ gì để bỏ vào bụng Nhưng tôi không có cảm giác đói Cả chúng tôi đang cần và chờ đợi Chính là sự có mặt của trung đoàn 733 Đang trên đường tiến vào trưa lòng Hoàng hôn buông xuống Là lúc cuộc chiến tạm lắng Trong cái không khí nặng nề bao trùm Các đại đội cử người tìm cách Vượt ra ngoài vòng chiến đưa thương binh và tướng sĩ về tuyến sau phía bên kia cầu chờ long nơi trung đoàn bộ từ suốt đêm qua cho đến sáng chúng tôi luôn trong tư thế sẵn sàng chờ đón những đợt tấn công mới của bọn hai sáu mươi và sáu linh ba nhưng lực lượng địch đã không có bất kỳ một động thái quân sự nào đến bảy giờ sáng những tiếng nổ đầu nòng làm tôi tỉnh hẳn người khi từ phía đông của thị trấn hàng loạt tiếng đề pa của các hậu cối tám hai của K-16, trung đoàn nổ vang, đồng thời 75 mi không giật và DK-82 mi của đại đội K-17 cũng cất lên tiếng gầm từ hướng đông nam ở bên kia sông Trời Long. Những giây sau đó là những ánh chớp lửa thi nhau chụp xuống chung quanh khu vực nhà máy giấy và giải dài ra đến bờ mê công từ bên phải đội hình của tiểu đoàn 1 chúng tôi. Tiếng thượng liên hai ly bảy của tiểu đoàn 2 hoạt động trở lại với từng loạt điểm xạ oai hùng thay vì chúng tôi phải nằm chờ đối phương với lực lượng và trang bị hỏa lực vượt trội muốn khỏ đầu chúng tôi lúc nào tùy thích và hai tiểu đoàn bộ binh của 732 chỉ việc chống đỡ và chờ đợi sự chi viện của trung đoàn 733 thiếu tá hoàng trung đoàn trưởng đã có quyết định táo bạo tổ chức phản kích đúng sách vở tiên hạ thủ vi cường trung đoàn đã tung lực lượng dự bị vào trận vào nửa đêm hôm qua, tiểu đoàn 3 đã xuất phát vượt sông Trờ Long, hành quân theo mép rừng, đến phung Campong Sở Rè, ém quân chờ tiểu đoàn 1 và 2 tấn công địch. Khi có lệnh của tiểu đoàn 3 sẽ là mũi vu hồi từ Tây Nam tiến ra khóa lộ 308 và tập kích vào lưng đối phương. Giá như điều này xảy ra sớm hơn, tất cả diễn biến của cuộc hành binh đã xảy ra theo đúng kế hoạch tác chiến rất đẹp và tuyệt vời. nhưng mọi động thái hiệp đồng của các đơn vị chúng tôi đã không còn nhiều ý nghĩa nữa bởi sự kháng cự của địch không còn dũng mãnh như ngày hôm qua vì đại bộ phận lực lượng địch đã sang bờ tây sông Mekong từ lúc gà gáy sáng khi chúng tôi đến kiểm tra trận địa ở khu vực phía nam của thị trấn tôi mới hiểu ra rằng những bước chân chạy rầm rầm trong đêm chính là tiếng chân của đàn trâu, bò và ngựa đã được lính Pol Pot trước khi rút đi tháo chuồng đuổi ra rừng vì chúng không muốn quân ta trưng dụng đàn gia súc để bổ sung nguồn thực phẩm cho các đơn vị. Sau khi trung đoàn 732 làm chủ thị trấn Trừ Long, tiểu đoàn 1 của tôi xem như đã được giải lao và sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới. Giao tiểu đội cho Dũng Huế sắp xếp canh phòng. Tôi vác khẩu tiểu liên đi lòng vòng để tìm có thứ gì cải thiện cho anh em. Vô tình tôi đi vào khu vực đại đội 8 và tiểu đoàn 2 đang tổ chức rút kinh nghiệm của trận đánh đúng lúc cuộc họp kết thúc. Các trung đội giải tán về vị trí. Tôi bắt gặp thằng Châu, tiểu đội trưởng tiểu đội 6 trung đội 8, Phan Minh Châu, nguyên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, quận ủy viên quận 11 vừa mới mất do ung thư xương. Đang đứng dưới rặng dừa, một mình lặng im, mắt nhìn ra bờ sông với vẻ mặt buồn thảm. Cái cục cổ biểu hiện giới tính của đàn ông, nó cứ chạy lên chạy xuống như để cố nuốt ngược vào lòng điều gì đó. Nhìn thấy tôi đang bước đến, chưa kịp chia sẻ điều gì, nó đã hỏi tôi. Tiểu đoàn 1 phải không? Tôi là Tị, đại đội 3, tiểu đoàn 1, công dân quận 10. Lệ bất thành văn, thường thì lính trong trung đoàn gặp nhau khi giới thiệu về mình thì nói luôn quê hương của mình. Minh Châu, trung đội 8 đại đội 8 tiểu đoàn 2, dân quận 11. Mấy hôm nay mệt quá phải không? Dân tiểu đoàn 2 của mấy ông chơi khá lắm đó. Sau cái vụ đối không tên ở trách rồi bây giờ chịu đòn lần nữa mà vẫn đứng vững là quá ngon rồi. Ông Tị này, thằng châu tôi có nguyên rủa và căm hận bọn Pol Pot này tận xương tủy, ông biết không? Tôi móc thuốc giả hút và mời Minh Châu một điếu. Nó không biết hút thuốc nhưng vẫn vật điếu thuốc tôi mời tôi bật lửa đốt thuốc cho nó bàn tay nó rung rung miệng thì bập địa lia lịa rồi ho sặc sụa rồi nó hỏi tôi trong trận này tiểu đoàn của ông thế nào bị thương hai đại đội một có hai con không về nữa tôi kéo một hơi thuốc rồi nhìn nó và nói tiếp chuyện nhà binh mà lính bọn mình phải chấp nhận thôi chứ biết làm sao hơn biết là vậy nhưng nghĩ coi Trung đội 30 người rơi dụng lần lần Còn có 25 Chỉ một trận này thôi Tập hợp đại đội thì trung đội 8 chỉ còn 10 thằng Đau lắm tị ạ à. Nói rồi thì nó cứ ứa nước mắt Cục cổ lại chạy lên xuống Nhìn thằng Châu thảm não Nào tôi phải đâu là gỗ đá Mà không biết đau thương Nhưng tôi lại không thể làm sao Biểu lộ cảm xúc ra như nó được Tôi cũng không biết tại sao có phải tính cách của tôi đã bị chi phối bởi làn tên mũi đạn làm cho chai lì mất rồi? Mới hôm nào tin chiến thắng vang dội của quân đoàn chủ lực đã vào đến nông bình, rồi thì niềm mơ ước của chúng tôi mong chờ đã sắp đến, rồi sẽ được về nhà hay ít ra đơn vị cũng sẽ được rút về phòng thủ trên các tiền đồn biên giới của tổ quốc thân yêu. Nhưng chớ chiêu thay, bọn quỷ đỏ vẫn còn đó nên đồng đội tôi bạn bè tôi một số nữa đã phải tiếp tục thôi không còn chờ nữa để cho bao nhiêu trái tim thổn thức trong ngậm ngùi ở tận quê nhà xa xôi rồi đây trong cái xe lạnh giữa dòng mê công tự bao đời nay cứ chảy tuôn về vô định ánh mắt vẫn ngọt ngào ve vuốt những tàu lá dừa bên sông hồng vĩ mới đây còn là chiến địa tôi biết tiết trời đã lập xuân theo cánh quân tiểu đoàn 1, tôi hành quân băng rừng xuống tây nam hướng về lộ 7 Campong Tràm. Trời đã về chiều, trên đường hành quân lúc ra gần đến Đam Bơ thì dừng chân giải lao. Trong khu rừng u tối có những cây mai rừng đã nở hoa khoe sắc vàng rực. Trong khi mọi người tranh thủ dựa lưng vào ba lô để lấy sức, tôi đã bắt gặp Dũng Huế ngắm nhìn những cành mai nở rồi lắc đầu thở dài không nói gì. Tôi hiểu tâm trạng của nó Vì chúng tôi là bạn thân Từ ngày còn mai đúng quần Trên ghế nhà trường Tâm trạng tôi cũng bối rối Có hơn gì nó đâu Khi thấy toàn hoa mai Là Tết đã sắp đến rồi Và giờ này chúng tôi còn đang nổi trôi Với thân phận trinh nhân hồ hại Vậy mà nàng xuân Lại là lơi đến với muôn loài Làm tôi chợt nhớ Khi chuẩn bị đón những ngày Tết đến Mỗi độ xuân về tâm hồn mỗi người đều cảm nhận thấy sự rộn ràng trong cái không gian đoàn tụ ngày cuối năm khi chiều xuống chiếc xe jeep vừa đỗ trước sân nhà là anh em chúng tôi ào ra tiếu tít đón bà đã về trong mùi hương trên bàn thờ ông bà lan tỏa sự ấm êm và hạnh phúc quây quần lần nào má tôi cũng mời chú hạ sĩ nhất ngộ đã lái xe cho bà tôi bảy năm ở lại dùng cơm nhưng chú ấy luôn từ chối để kịp về với vợ con bên gia đình. Giờ đây, chúng tôi những người lính 18 đôi mươi, nơi biên xa, đợi lúc nào tôi khói lửa, thì Xuân hãy đến với lính chúng tôi. Vì vẫn còn phải đi hoài, khi hai vai còn nặng nghĩa, nợ nước nhà, mà Tết đến thì có gì vui đâu. Ở đây, lính không có mùa xuân hạ thu đông, ngoài nhiệm vụ hành quân với đêm ngày và mưa nắng. Ở đây, những chiến binh chúng tôi cũng có bao ước mơ dâng trào có anh lính tay ngắt một cành mai mà trong lòng buồn ngẩn ngơ khi xuân mới lại về đây cho lòng thương mến ai nhiều mong sao đất nước yên bình để cho những ước muốn không còn là mãi mong chờ xuân đi xuân đến rồi lại về để ai đó trên đường đi lễ xuân khi chúng tôi vẫn nhịp bước quân hạnh vì tình quê hương một năm đã qua rồi đó lòng thấy bâng khuâng tôi nhặt cánh mai vàng nơi này để gửi tặng cho ai đây về đến thị trấn cơ rong xuông nơi đặt sở chỉ huy trung đoàn 732 tiểu đoàn 1 được lệnh đi tiếp trở lên hướng bắc 15 km vào Cờ rau tiểu đoàn 2 đứng chân tại cô pông leng tiểu đoàn 3 trú đóng ở đam bơ thời gian mấy hôm cứ quanh quẩn ở khu vực Cờ rau chỉ là những cuộc tuần tra nhỏ lẻ cấp trung đội với tầm hoạt động bán kính không quá 10 km theo cặp sông Mê Công hoặc đi xuống phía nam với rừng cao su bạt ngàn. Trong thời điểm này, bộ chỉ huy sư đoàn 303 cùng hai trung đoàn 731 và 733 đã sang hoạt động ở phía bờ tây sông Mê Công. Chỉ còn lại trung đoàn 732 ở lại bên bờ đông Mê Công. Lệnh của trung đoàn qua hệ thống liên lạc vô tuyến chuyền xuống ba tiểu đoàn bộ binh và các đại đội trợ chiến phải tập trung ra lộ bảy lúc bốn giờ sáng để hành quân cơ giới vượt sông Mê Công với nhiệm vụ chi viện và giải vây cho trung đoàn 733 đang bị quân của sư đoàn 603 pot bao vây bên bờ tây sông. Bảy giờ sáng tiểu đoàn một của chúng tôi đã có mặt tại bến phà Tràm Trong lúc chờ phà, tôi nhìn thấy những chuyến phà do công binh quân khu 7 đảm nhiệm đưa những chiếc xe zin từ bờ tây sang trên những chiếc xe sơn màu da trời ấy là những bao ni lông trong suốt bên trong là những đồng đội của tôi được bọc vải trắng các anh là những chiến sĩ của quân đoàn 3 đã vì nước quên thân được đưa về từ xiêm diệp và bát tam băng họ đang trên cuộc hành trình về quê mẹ những con zin 130 đang từ từ rời chuyến phà của công binh hai bánh xe trước của xe cố leo qua những cái bậc tiếp nối giữa con phà và bến đỗ nghiêng qua ngã lại thật êm như mong sao không làm các anh thức giấc tôi không phải là nhà văn là nhà thơ để có nhiều cảm xúc tôi chỉ là một thằng lính bộ binh mà sao thấy trong tim sự xúc động bồi hồi dù tôi biết rằng quy luật của chiến tranh là như vậy Trước cảnh sinh ly tử biệt này Dù tôi hay các đồng đội của tôi Trên khắp mặt trận Làm sao mà không có Những giây phút bâng khuâng Để rồi chính chúng tôi Là những người kiến tạo hòa bình Ra khỏi khu vực bến phà Cam Phong Tràm Đoàn xe đưa các anh theo lộ 7 Về hướng biên giới Việt Miên Tôi nhìn với theo Sau đám bụi mù thầm nghĩ Tổ quốc ghi ơn Và anh hùng tử Nhưng trí hùng bất tử là các anh đó. Hôm nay tôi và đồng đội tiếp tục băng mình vào lửa đạn. Tiểu đoàn 1 của tôi đã sang bờ Tây sông Mê Công, vào thị xã Cà Phong Trạm. Sau khi ăn trưa, tiếp tục hành quân cơ giới đến ngã ba Tràm Ca Lều, lúc 13 giờ, rồi tiếp tục hành quân bộ 11 km vào đến phum Trời cách nơi trung đoàn 733 bị vây hãm chừng 1 km, bên kia cánh đồng ở đây tôi gặp thiếu tá hoàng trung đoàn trưởng đã đến trước chúng tôi không biết từ lúc nào trước kia cách nay một tháng tôi đã từng thấy thủ trưởng của mình nay gặp lại thấy ông càng gầy hơn má hóp và khắc khổ hơn có lẽ ông đã lo nghĩ quá nhiều tôi thấy thông cảm và thương vị chỉ huy của mình chúng tôi đang trên tinh thần chờ lệnh tác chiến thì nhận được lệnh của sư đoàn phải hành quân trở ra ngã 300 km. Như vậy có nghĩa là trung đoàn 733 phải chịu trận thêm một đêm bị vây hãm. 7:30 sáng, tiểu đoàn 1 được lệnh trở vào Mesa Trời. Khi vào đến nơi, tôi đã thấy có 4 chiếc M113, mỗi xe đều trang bị 12 ly 7 và có 2 xe được trang bị khối 62 ở trong thùng, đại đội K16 82 và K17 75 cũng đã có mặt để tổ chức trận địa pháo. Trước cổng chùa của Phum Mesa Chiray, tôi đã thấy Thượng tá Trần Đối, Sư đoàn trưởng, đang làm việc với các sĩ quan tác chiến và Thiếu tá Hoàng cùng bộ tham mưu của mình. Hai chiếc M113 ở lại bên ngoài với sở chỉ huy tiền phương và có hai chiếc M113 chạy về phía đội hình của tiểu đoàn 1 để chuẩn bị xuất kích. Tôi đã trộm nghĩ có lẽ sư đoàn đã áp dụng chiến thuật nhị thức bởi hai thiết giáp ngoài 12 ly 7 còn trang bị cối 62 mà cối thì không thể đi trước bộ binh như vậy bộ binh chúng tôi sẽ là nỗ lực chính và thiết giáp chỉ làm nhiệm vụ hỏa yểm trận đánh diễn ra vào lúc 10 giờ 40 phút các đại đội của tiểu đoàn bộ binh 1 và 2 đã áp sát trận địa 10 giờ 45 phút sau loạt cối 62 đặt trên xe M113 và cối 82 của đại đội K16 trợ chiến bắn cấp tập vào trung tâm của đội hình địch. Trên hướng tấn công của mình, các đại đội bộ binh của tiểu đoàn 1 dùng hỏa lực mạnh của DKZ82, B40, B41 và thượng liên 12 ly 7 công kích dữ dội vào các điểm đề kháng của bọn lính sư đoàn 603 Ponpot ở mặt phía bắc và tiểu đoàn 2 tấn công mặt phía tây phụm âm ly Hướng tiến công của đại đội 3 Trung đội 9 chúng tôi Đảm trách chỉ còn cách công sự Của bọn lính 603 khoảng 300 mét Và có hai đợt xung phong bất thành Do không thể vượt qua cánh đồng phía trước mặt Dưới làn đạn đại liên Được bắn như mưa Từ một công sự được thiết lập Ngay ở cửa ngõ của con đường chính Dẫn vào phung âm ly Đã có một số chiến sĩ trung đội 7 Và trung đội 8 bị thương Vì trúng đạn đại liên của địch sau khi hội ý chấp nhoáng của ban chỉ huy đại đội 3 đã có sự phân công thiếu ý vinh chịu trách nhiệm hai trung đội 7 và 8 làm công tác yểm hộ trung đội 9. Thiếu ý thọ đại đội phó chỉ huy trung đội 9 mũi tấn công chủ lực của đại đội một tổ xung kích gồm có tôi Dũng Huế B41 và Hóa Điên mang AK nhưng có thêm một M72 có nhiệm vụ tiêu diệt ổ đề kháng là khẩu đại liên của địch. Để tạo cửa mở cho đại đội 3 xung phong đánh chiếm mục tiêu, yểm hộ cho chúng tôi trong công việc tiếp cận mục tiêu, trung đội 7 và 8 có nhiệm vụ nghi binh, liên tục nổ súng áp chế và kêu gọi bọn địch đầu hàng nhằm làm lạc hướng chú ý của địch. Lợi dụng địa hình, địa vật với những hàng cây thấp mọc ven rừng, ba đứa tôi khẩn trương vận động để tiếp cận mục tiêu. Khoảng cách được thu ngắn dần từ 300m còn 150, rồi 45 mét. Từ vị trí này, chúng tôi đã có thể quan sát rõ mục tiêu và có được một góc bắn khá tốt. Để ngay loạt đạn đầu phải khoan thủng cho bằng được cái con gà nòi đang nhảy cưng cưng gây khó dễ cho đại đội 3, đang phải trụ ngoài kia cánh đồng mới gặt còn chưa gốc dạ. Tất cả đã vào vị trí, tôi phất tay làm hiệu, bằng một thái độ bình tĩnh đến lạnh lùng và khả năng tác xạ chính xác xạ thủ b41 nguyễn dũng tức dũng huế là thằng nhát gái nhất trong đám bạn của tôi từ vị trí ẩn nấp vươn mình đứng dậy lấy nhanh đường ngắm và khai hỏa đưa quả đạn b41 cắm ngay chóc mục tiêu sức công phá của quả đạn đã khiến khẩu đại liên ngay lập tức im bặt không để cho bọn 603 kịp hiểu ra điều gì thằng hóa điên cũng bật dậy bồi thêm một quả M72 vào giữa đám bụi mù của trái đạn B41 vừa nổ. Để cẩn thận, tôi tặng thêm cho bọn địch mấy loạt tiểu liên, rồi thì ngoài kia đồng đội của chúng tôi dậy tiếng hò reo, tiếng thét xung phong vang dậy cả cánh đồng. Tổ xung kích đồng loạt rời vị trí lao về phía khẩu đại liên vừa bị chúng tôi tiêu diệt. Giữa đám khói bụi chưa kịp tan, tôi thấy một tên lính áo đen đã tử thương bên khẩu đại liên ngã chồng gọng bay mất hết một chân súng hai chân còn lại dính hờ vào thân súng bị mất một hộp tiếp đạn đồng thời tôi phát hiện có ba tên lính áo đen vừa vọt ra khỏi hầm chạy về hai hướng chúng vượt qua những loạt đạn bắn đuổi của trung đội bảy và trung đội chín hai tên lính đầu tiên đã may mắn thoát được qua phía bên kia đám cây ven phum tôi phóng mình vượt theo tên còn lại đang chạy loang ngoang ở phía trước sau hai loạt điểm xạ của tôi cùng lúc với nhiều tiếng nổ của tiểu liên của trung đội 7 tôi thấy tên địch khẽ loạn choạng rồi ngã chúi người về phía trước theo đà chạy của nó từ phía tây phum âm ly tuy có phức tạp về địa hình rừng rậm nhưng khá thuận lợi chỉ sau một đợt nổ súng đã bắt tay được với quân của trung đoàn 733 riêng tiểu đoàn 1 ngoại trừ hướng phát triển đại đội 3 của tôi khá tốt thì bên cánh trái đại đội 1 và đại đội 2 khá bất lợi về địa hình bởi ruộng trống ngoài sự ngoan cố chống cự của bọn địch trong phum đại đội 1 đã bị địch đánh thọc sườn từ phum sofia trước tình huống bất lợi về địa hình và chiến thuật lệnh của trung đoàn cho lui toàn bộ đội hình tiểu đoàn 1 về phía sau khoảng 500 trăm để áp chế địch quân bằng hỏa lực pháo đi cùng bộ binh nhận được lệnh của tiểu đoàn thiếu úy thọ cho trung đội 9 rút ra khỏi phum Chúng tôi vừa ra khỏi phum Thì thằng Hòa bọ chết Ra sau cùng Vừa chạy vừa hớt hải gọi Và chỉ tay vào trong phum Mướp, mướp, mướp ơi Thằng 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 lân đen bị bị nằm ở góc dừa rồi Nghe thằng Hòa nói xong tôi bảo Nó ở chỗ nào Mày và thằng Hóa điên Theo tao, chờ vào mau Bà đỡ tôi ba chân bốn cẳng Chờ vào trong phum Để tìm thằng lân đen Ở ngoài cối 82, 62 và 75 không giật, bắt đầu bắn cấp tập vào phun âm ly và phun Sophia để áp chế địch quân. Trong khi toàn đội hình của tiểu đoàn đang lùi về phía sau, chỉ có ba thằng tôi chạy ngược lại trên cánh đồng đã không qua mắt được thượng úy giảng tiểu đoàn trưởng. Ông nổi giận xuống ngay đại đội 3 và đòi đưa thiếu úy thọ ra tòa án binh nếu ba thằng tôi ngủ cụ tỏi. Thiếu úy thọ xanh mặt không giải thích được và không hiểu tại sao. Làm sao tôi báo cáo kịp thời với đại đội phó ở đây? Và anh đang chịu sự lôi đình của tiểu đoàn trưởng. Tìm được thằng Lân vẫn còn đang nằm ở gốc dừa, cách dìa phun hơn 100 mét, vì bị một viên AK bắn trúng ổ bụng, ruột non đã thòi ra bên ngoài, nên nó không thể đi đứng được. Tạm băng cho nó xong, tôi và Hóa Điên mỗi thằng sốc một bên nách, rồi lôi nó ra ngoài còn thằng Hoa Bọ Chét đi sau, bắn chặn hậu. Chúng tôi vừa tiến ra bìa phum thì pháo cũng vừa dứt và lần tấn công thứ hai này, hai chiếc M113 dự bị được tung luôn vào mặt trận. Tất cả là bốn chiếc thiết giáp, tiểu đoàn 1 nằm giữa hai bên cánh, mỗi bên là hai xe M113. Vẫn là một chiến thuật nhị thức, nhưng lần này thiết giáp làm nỗ lực chính chạy lên trước với bốn khẩu 12 ly 7 hoạt động liên tục với sự phối hợp của cối 82 và 75 của trung đoàn bắn giải rác làm tiền đề cho bộ binh tiểu đoàn 1 chúng tôi cũng chia ra làm hai cánh tấn công. Đại đội 1 và 2 tiến vào phum Sophia. Đại đội 3 trở lại vào phum âm bi mà bên cánh phải của chúng tôi trong rừng đã có tiểu đoàn 2 với sự hỗ trợ của thiết giáp và pháo binh một cách đắc lực Tiểu đoàn 1 chúng tôi nhanh chóng đánh bật quân của sư đoàn 603 Pol Pot ra khỏi trận địa và nhiệm vụ giải vây cho trung đoàn 733 được hoàn thành. Sau khi làm chủ trận địa, trong lúc giải lao chờ lệnh hành quân thì thượng úy Giàng đã xuống gặp đại đội trưởng và yêu cầu ba đứa tôi trình diện. Sau khi chúng tôi xếp hàng ngang chào thủ trưởng, ông nghiêm mặt hỏi làm tôi hết hồn. Trong ba người, ai là chỉ huy? Thưa thủ trưởng là tôi Xanh tị Binh nhất tiểu đội trưởng của đại đội 9 Tôi báo cáo Thế còn hai em này Ông dịu giọng Dạ thưa là Nguyễn Văn Hòa và Nguyễn Văn Hóa Đều binh nhì chiến sĩ Tôi báo cáo thay Được Mấy chú khá lắm Trong nguy khó không quên đồng đội Nhưng phải hết sức cẩn thận đấy nhé Tên đạn không có mắt đâu Tôi sẽ bảo văn thư Làm đề nghị trung đoàn thăng quân hàm cho mấy anh em mỗi người lên một cấp thôi về đi sau sự việc này tôi có gặp thiếu ý thọ xin lỗi vì chuyện xảy ra ngoài ý muốn làm tiểu đoàn trưởng bị trách oan nhưng thiếu ý thọ vẫn có vẻ không vui tôi luôn có ấn tượng khá mạnh về lính của sư đoàn năm và ba linh hai lần đầu khi đại đội cử tôi một toán bốn người trong đó có tôi đi bám lên sa ra ông Lúc về thì trời đã gần tối Không biết đi thế nào Lại lọt ngay vào đội hình của trung đoàn 174 Anh em nhất định Bắt tôi phải ở lại cơm nước xong Mới được cho về Thực phẩm lính có gì ngon nhất Được đem ra đại khách Dù chỉ là lon thịt hộp Để giành hành quân Lần thứ hai khi lên xiêm diệp Ở Bắc Lộ 6 gần Cao Lanh Tiểu đoàn 1 của chúng tôi Đã đụng độ với lính của trung đoàn 88 Sư 302 sau 20 phút nổ súng Chúng tôi lấy làm ngạc nhiên Vì lần này tụi Pol Pot quá lì đòn Đánh hoài mà không chịu chạy Và tụi tôi sung phong Thì bị đẩy lui ngay tức khắc Cuối cùng thì hóa ra Quân ta đánh quân mình Kết quả tiểu đoàn 1 của chúng tôi Có một đại đội trưởng bị thương nặng Do mấy anh 88 bắn đạn nhọn Vào hai đầu gối Lúc sung phong Qua lần gặp lính sư năm Cho thấy Lính ta tiền tiêu không có nhiều, mà tình cảm thì không thiếu. Hai chữ đồng đội thật thân thương, bất kể anh nào ở đơn vị nào, miễn cưỡng là có cùng màu áo. Lộ 13 đầy máu lửa, nếu không có sư đoàn 5 thì sư 303 của chúng tôi còn phải chịu nhiều thiệt hại hơn nữa. Cho thấy trong chiến đấu, người lính sư 5 và 302 thể hiện sự kiên cường, chỉ tiến chứ không lùi. Đó là hào khí của người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam Đã là lính thì hay thích làm tham mưu con Địa vị của tôi lúc ấy chỉ có mới chức danh bình đơ Nên tầm nhìn có hạn hẹp Trên đường hành quân tôi gặp quân của Trung đoàn 174 nhiều lần Khi chiến sự đã xảy ra ở phía đông Là hướng hành quân của sư năm Trong đó có Trung đoàn 174 Gần như luôn song song với trung đoàn 732 và 733 sư 303 của chúng tôi và trung đoàn 4 của sư 5 còn đang ở phía sau. Tôi có đăng ký vào mấy lần nhưng chờ xét duyệt làm tôi có cảm nghĩ tôi đang đi tú tài lần nữa. Thời đó anh em mình đều là lính binh đơ, hiểu biết cũng hạn hẹp, chỉ biết hướng tiến công của đơn vị mình. Thật tình, sau này tôi mới biết có F303 đánh cùng hướng với mình. Hồi đó Tôi chỉ biết Trung đường hành quân có một đặc vụ bộ thôi, còn F309 trước đó đã có phiên hiệu F9 quân khu 5. Là hàng xóm của sư đoàn 5 trên tỉnh Bát Tam Bang rồi. 81579, sư đoàn 5 cùng sư đoàn 10 quân đoàn 3 đã giải phóng Bát Tam Bang 27 Tết âm lịch năm 1978. Sư đoàn 5 theo tôi nhớ là theo lộ 10 lên giải phóng Palin tháng 4 năm 1979, F5 quay lại cùng với F7. Sư đoàn 9, quân đoàn 4 đánh giải phóng U Đông, Ẩm lèn. Cuối tháng 4 năm 1979, Q16 về đóng quân từ Mon Bray, dài lên đến Bà Vân, tiếp giáp Sư đoàn 309. Cũng nên giới thiệu với các bác chút về trung đoàn. Q16 còn có tên trung đoàn Bắc Sơn được thành lập năm 1948 tại Bình Trị Thiên. Năm 1966, đi B hoạt động trên địa bàn Tây Ninh, Sông Bé là trung đoàn độc lập thuộc miền Đông Nam Bộ. Sau giải phóng, thuộc Bộ Tư lệnh thành phố, thành phố Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ kinh tế. Năm 1977, khi chiến tranh biên giới nổ ra, sư đoàn 5 lúc đó có 3 e là E4, 174 và E55 tháng 9 năm 77, sư đoàn 5 được điều lên biên giới Tây Ninh. E55 vẫn ở lại làm nhiệm vụ huấn luyện. Quy 16 được bố trí chung vào sư đoàn 5, thế chỗ cho đủ ba trung đoàn lên Cà tum. Từ đó cho đến khi rút về nước năm 1989, Quy 16 bây giờ không còn nằm trong biên chế sư đoàn 5 nữa mà đã về tỉnh đội Đồng Nai với tên gọi là trung đoàn Đồng Nai. Mấy năm nay, anh em lính sư đoàn 5 tụi tôi cũng có tổ chức về chiến trường ca liên tục từ Sanu, Karate cho đến Bát Tam Bang, Cao Mê Lai, Pòi Pét, Âm Lèng. Ngày 29 Tết, sau trận đánh giải vây cho Trung đoàn 733 thành công, thì toàn bộ Trung đoàn 732 được lệnh rút ra ngã ba Cham Lu Toàn xe vận tải của quân khu 7 đã sẵn sàng để đưa trung đoàn 732 trở về phía đông sông Mê Công. Khi chúng tôi vừa ra đến trung tâm thị trấn Chamkalu thì được tin bọn sư đoàn 603 Pot vừa bị chúng tôi đập cho một trận tàn tác đã tập hợp được lực lượng trở lại để tập kích vào đội hình của trung đoàn 733 tại phum Anvi. Tiểu đoàn 2 của trung đoàn 732 được lệnh quay trở về và để hỗ trợ cho trung đoàn 733 còn lại tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 3 cùng khối đại đội trợ chiến của trung đoàn tiếp tục lên xe hành quân theo kế hoạch đã định. Về đến ngã ba Rết, chưa kịp nghỉ ngơi thì đại đội 3 có lệnh hành quân họp phổ biến nhiệm vụ. Theo lệnh của Tham mưu trung đoàn thì đại đội 3 tiểu đoàn 1 có nhiệm vụ cắt một số binh sĩ tuyên truyền bổ sung cho đại đội K18 hỏa lực 12 ly 7 của trung đoàn danh sách điều chuyển gồm binh nhì Nguyễn Văn Tấn, Trần Văn Minh của trung đội 7, binh nhì Châu Hồng Phi, Ngô Minh Châu, Lưu Bá Hoài và tôi của trung đội 9. Trung sĩ Hưng, quyền chỉ huy đại đội đã gặp Thiếu úy Vinh, đại đội trưởng, đề nghị can thiệp cho tôi được ở lại, nhưng không thể do danh sách chuyển đi Thiếu úy Thọ lập ra đã được chuyển lên tham mưu trung đoàn. Chuyện đã vậy, tôi đành phải chấp hành mệnh lệnh của chỉ huy để bàn giao cái tiểu đội thân yêu mà tôi đã xem như gia đình thứ hai của mình mái ấm mà tôi đã gắn bó với nó kể từ ngày đầu cuộc chiến trên cái xứ sở chết tiệt này tôi giao lại cho thằng dũng huế thằng bạn thân của tôi buồn vì phải xa những thằng bạn khi còn ở quê nhà rồi qua đến đây đứa còn đứa mất những thằng bạn còn gọi là đồng đội chúng tôi đã cùng nhau đói lạnh và những giờ phút vào sống ra chết chỉ có điều an ủi là bàn giao cái tiểu đội con con này lại cho thằng bạn thân từ ngày còn mai đũng quần trên ghế nhà trường thằng dũng huế điều này có nghĩa là nó đã đạt sự tiến bộ và trưởng thành trong môi trường gian khổ có được niềm tin của chỉ huy và là chỗ dựa cho anh em trong cuộc sống và chiến đấu kể từ hôm nay Vào buổi tối bên chén trà Tôi ngày mai qua đơn vị mới Có Dũng Huế, Hồng Bông, Hồng Son và Minh Mối Mẻ Tôi nói Giá như mà thằng Dũng làm tiểu đội trưởng Mà tao được ở lại với tụi mày Thì dù làm lính hoài tao cũng chịu Tao không hiểu được mấy ông đại đội Tại sao lại để cho mày đi chứ Hùng Bông nói Có gì mà không hiểu Bộ là con nít sao Chuyện đời nhọn mỏ là vậy mình mối mẻ nói thôi đi mấy ông thần của tôi nói chuyện đó làm gì mai này tụi mày dáng bao bọc nhau giữa làn tên mũi đạn để con có ngày trở về anh em dáng hỗ trợ để thăng dũng hoàn thành nhiệm vụ tôi nói nhận nhiệm vụ tao cũng giàu lắm không biết có lo được cho anh em như thằng tị không nhưng có điều tụi mình phải mừng cho nó được về đơn vị hỏa lực ít ra cũng đỡ vất vả và nguy hiểm như ở bộ binh dũng huế nói nói rồi nó lôi trong ba lô ra năm gói thuốc lá nông nghiệp đưa cho tôi làm tôi bất ngờ và tròn mắt nhìn nó vì từ nào giờ nó có hút thuốc đâu mà sao lại nhiều thuốc vậy mà nếu biết nó có hút thuốc thì tôi đã tịch thu mỗi lần có nhu yếu phẩm nó nhìn tôi và cười hiền hòa rồi bảo đây là quà của cả tiểu đội dành cho tôi hãy cầm lấy để anh em vui cầm những bao thuốc lá trên tay trong lòng tôi biết bao cảm xúc tôi đưa mắt nhìn năm thằng còn ở lại dũng huế minh mối mẻ hùng bông hùng con và hùng mô rồi nói cảm ơn tình cảm của anh em đã dành cho tị này hãy ghi nhớ một điều khi đã là lính với nhau biết khoác trình y chấp nhận hết mọi chiến trường thì tuy không gian có là muôn lối nhưng thế nào chúng mình chỉ là một thôi sáng ngày ba mươi tết sau khi cơm nước xong tôi trả súng đạn lại cho đơn vị và từ biệt mọi người rồi sáu thằng tôi vác ba lô theo con lộ đất đỏ hướng về phía biên giới việt campuchia độ một km rồi rẽ trái vào theo đường xe bò hơn năm trăm m là đến ban chỉ huy của đại đội K-18 đóng quân trong rừng le. Đến nơi, chúng tôi gặp binh nhì, thọ liên lạc đại đội, thì được biết thiếu ý Dương Hồng, đại đội trưởng đã đi họp bên trung đoàn, ở nhà chỉ còn chuẩn úy Nhữ Quang, chính trị viên phó. Thọ bảo chúng tôi chờ để thọ vào báo cáo xếp. Một lúc sau, nó quay ra và bảo sáu đứa tôi ra bụi le ngồi chờ. Vì anh Quang đang bận nghe đài Là những thằng lính Và chỉ là lính thôi Vậy mà ở bộ binh Có miếng thịt trâu thôi Thượng úy khiêm chính trị viên tiểu đoàn Cũng để dành, dành cho chúng tôi Lúc đánh nhau Thì có tiểu đoàn trưởng Luôn sắt cánh cùng anh em Còn bây giờ ở đây Những thằng lính quèn chúng tôi Phải ra bụi tre Ngồi chờ mấy ông chuẩn úy Nghe đài xong mới tiếp kéo nhau ra bụi tre ngồi chờ đợi tôi lôi thuốc lá ra hút để đốt cháy cái khoảng thời gian chờ đợi vô bổ trong khi cả bọn cứ nhao nhao trong bực bội sau gần một giờ chờ đợi thằng phi lên tiếng không thể chấp nhận được kiểu đối xử như thế này tụi mình là lính tác chiến bị điều về hỏa lực chứ có phải đi xin sọ được về đây đâu bây giờ tớ tự ký phép về sài gòn ăn tết xong rồi lên đơn vị tính sau tụi mày thấy sao cả bọn nhao nhao ủng hộ ý kiến thằng phi chỉ trừ tôi và hòa bọ chét tôi nói anh em bớt nóng đôi chút làm gì cũng cần suy xét cho kỹ một chút tị này ông cũng biết rồi đó sống chết tụi mày đâu có sợ nhưng bằng cách coi lính như cỏ rác thì có bị kỷ luật tôi cũng không sợ thằng bành nói còn ý của mày thì sao hả Hòa Tôi hỏi Hòa bỏ chết Thằng tị nó nói đúng đấy Còn lại thì tùy anh em Tao không có ý kiến Thằng Hòa nói Cuối cùng thì bốn đứa Gồm thằng Banh, thằng Tấn, Châu Đen Và thằng Phi Và cùng Bà Lô tự ký phép Đi ngang qua ban chỉ huy đại hội Để ra lộ Hướng về biên giới Việt Nam Chưa đến 4 km Tôi và thằng Hòa tiếp tục ở lại ngồi chờ gần một giờ sau thì thằng thọ liên lạc ra gọi chúng tôi vào trước mặt tôi là chuẩn ý quang người cao to trắng trẻo anh ta hất hàm rồi hỏi trống không các anh được điều về k mười tám mấy người dạ thưa thủ trưởng tất cả sáu người anh và anh kia tên gì và còn bốn người nữa đâu dạ tôi binh nhất tên là tị và đây là binh nhì tên là hòa còn bốn người còn lại Đi ra ngoài lộ Tôi không rõ thưa anh Vậy thì ai anh ra kia Chờ lúc nào đủ người Tôi sẽ phân về khẩu đội Chuẩn úy quang chỉ tay ra hướng bụi le lúc nãy Tiếp tục chờ thêm một tiếng đồng hồ Thì tôi bảo với hòa bọ chết Tìm thằng thọ liên lạc Để nói cho nó biết Để nó tự báo cáo cho đại đội 4 Thằng lãng tử kia Đã tự ký phép về Sài Gòn rồi Đừng chờ gì nữa gần 4 giờ chiều thì hai khẩu đội trưởng 3 và 4 được triệu tập lên đại đội để nhận quân số bổ sung hai thằng tôi. Thằng Hòa về khẩu đội 4 của Trung sĩ 8, tôi về khẩu đội 3 của Trung sĩ An. Nhiệm vụ cụ thể của tôi và thằng Hòa là làm anh nuôi cho khẩu đội. Vừa nghe chuẩn ý quang giao nhiệm vụ, tôi muốn dụ bà trẻ vì không thể tin được là tôi lại được giao nhiệm vụ ẩn náu tôi xin có ý kiến và nói xin thủ trưởng xét lại giúp tôi vì tôi đã quen với tác chiến việc nấu ăn rất tệ nuôi quân cũng là nhiệm vụ chiến đấu quân đội phân công anh nên phải chấp hành tốt nếu có ý kiến nữa tôi sẽ nhận xét anh đó anh chuẩn ý quang phán câu xanh rờn toàn đao to bố lớn Trung sĩ an nháy mắt với tôi rồi nắm tay tôi lôi ra ngoài trên đường về khẩu đội, anh An nói với tôi, "Tôi có nghe nói ở bên tiểu đoàn 1 ông đánh đấm cũng được lắm, và lại chịu trời nữa. Cứ yên tâm đi, về với bọn tớ cũng vui lắm. Còn việc nấu nướng thì cả bọn cùng làm, suy nghĩ chi cho mệt. Còn cái lão Quang, chính trị viên ấy thì bọn tớ vứt luôn." Với thái độ chân tình, hoan nhã của người khẩu đội trưởng đã làm cho tôi phần nào yên tâm để hòa nhập vào gia đình 12 ly 7 mới đang đóng quân trong rừng le. Buổi tối, toàn đội tập hợp để đón giao thừa trên bãi đất trống. Sau khi nghe chủ tịch nước chúc Tết đầu năm qua radio bán dẫn, thiếu úy Hồng, đại đội trưởng đọc quyết định thăng quân hàm lên binh nhất cho tất cả các binh nhì trong đơn vị, trong đó có thằng Hòa Bọ Chết, riêng tôi được thăng hạ sĩ. Tiết mục tiếp theo là lính hát, lính nghe cây nhà lá vườn. Đó, Tết chúng tôi cũng có mứt, mứt gừng, trà sen và hạt dưa, chỉ không có cái bánh tét và thịt kho trứng và cũng không có tiếng pháo khai xuân. Không biết mấy đứa bạn ở tiểu đoàn 1 giờ này đón Tết ra sao. Lần đầu tiên trong cuộc đời người lính, tôi đón Tết xa nhà, dù là tôi hay bất kỳ anh lính trẻ nào, khi đang hiện diện ở tiền đồn hẻo lánh hay bất kỳ nơi đâu trên chiến trường ngoại biên đều có cảm giác nhớ nhà nhớ đến điên dại nhớ lắm nhớ mọi người cứ ấm êm nhớ con phố quen rồi nhớ từng ấy ánh mắt nụ cười người thân người yêu và bạn bè bọn lính phong trần có tin vui ngoài nỗi nhớ nhung khi đón tết xa nhà ở đây giờ này tôi chỉ có bóng tối nhạt nhòa của rừng le thăm thẳm còn đồng đội tôi đứa ở khe núi kẻ ở ven rừng thì cũng làm gì có tết khi tóc còn nhuộm bụi đường thì gian nan này mọi điều không có ý nghĩa gì nếu không có những người trai thời chiến tôi còn ngồi đây vài ướt đẫm sương đêm giữa cơn gió lạnh phút giao mùa chuyện yêu thương đôi lứa chuyện hẹn hò ước mai sau thì để lại tính sau còn giờ đây Biên cương hồ hải Đang cần chúng tôi Thì Xuân ơi Khoan thôi hãy đến Chỗ anh tị kể ra Làm tôi nhớ đến một người Hai lần cầm súng Sau khi tôi về E487 một năm Do ban đầu về D11 Có đồng hương đàn anh Dẫn dắt Do đó sau này Có lễ Tết gì Tôi cũng hay mò về trốn cũ Thăm mấy ông anh Vô tình tôi diện kiến một lính quân khu 9 quê ở An Giang. Số là người anh này vừa phục viên từ E96, sư đoàn 309, chưa đầy một năm lại trở lại chiến trường, khiến anh ta trở lại về F309, nhưng khi chia quân lại vào E487. Về D11, mấy xếp E bộ ra coi mắt thấy anh này có nước da xám xịt giống như mấy tay chích choác cũng có đôi mắt tinh anh chứ không cụp Nhìn như dân Ken Ông dê phó chính trị viên Gọi anh ra nói Anh xem qua hồ sơ tên tuổi Thì thấy em không phải là người có tên trong hồ sơ Anh có việc gì cứ nói thật Để mấy anh hiệu chỉnh Dừng để bản thân em nhỡ thương vong Thằng khác nó hưởng Mà em và gia đình lại phải thiệt Anh này buộc phải khai thiệt Em nguyên là lính bộ binh E96 mới phục viên chưa đầy một năm Bây giờ em phải vào quân đội với cái tên của đứa em ruột Tại vì nó đã có vợ Vợ nó đang mang bầu gần sinh Nếu em cũng đã già Nó có tay nghề thợ mộc Đóng ghe xuồng kiếm cơm Em trong lính mới Về nghề ngỗng chả có Không có khả năng nuôi mẹ Em biết là có sai quấy trong việc này Mong mấy anh giúp đỡ Sau khi điện đàm với E96 xác minh Chắc chắn ăn phía E96 Còn cho vài chú cùng B Tranh thủ tải hàng ghé qua E487 gặp mặt Anh em đơn vị cũ gặp nhau mừng mừng tuổi tuổi Mấy sếp E bộ nói mấy anh trọng em Vì em có kỹ năng chiến đấu bộ binh Nhưng mình đang đánh nhau với bọn địch Dày dạn kinh nghiệm chiến trường Em ở gần E bộ làm mấy anh yên tâm lắm lại kể chuyện tiếp là anh nuôi nấu cơm cho chủ người ăn cũng khá thông thả tối không phải gác được ngủ thẳng cẳng chỉ có 4 giờ sáng là phải thức dậy để nấu nồi cơm thức ăn thì là thịt hộp mì tôm hay cá khô gì đó nướng hoặc kho với nước lạnh cho một tí bột ngọt thế là xong hôm nào hết thực phẩm thì có một chút cơm rang cho khét một tí rồi đổ nước vào nấu sôi lên cho bột ngọt vào là có ngay một loại nước chan cơm để ăn bộ đội rất dễ ăn ăn sao cũng được không có ai than phiền gì hôm nào nồi cơm cũng sạch sành xanh không có anh nào đau yếu gì ra chiến trường rồi mới thấy mấy anh chàng công tử bột mì của sài gòn rất là ngoan đã tỏ ra là những người chiến sĩ chấp nhận gian lao và anh dũng khiến quân thù phải nể mặt không bì với những ngày ở quân trường. Có những anh lính trẻ ma le ngại ra thao trường luyện tập nắng nôi, đã lên báo ốm với y tá đại đội để được ở nhà khỏi phải ra tập. Anh thì báo bị đau bụng, anh thì báo bị cảm, thân thể đau nhừ Mà cái ông y tá của đại đội thì đã quá dành chiêu thức này. Khai bệnh của mấy anh chàng tân binh qua các khóa huấn luyện năm 1976-1977 nên cũng lấy ống nghe tim để khám xét rồi khám bụng cho các cụ xong rồi bắt đầu qua màn chữa trị anh nào đau bụng thì được uống thuốc đỏ vào ngay anh nào cảm thấy đau nhức thì được tiêm cho một ống nước cất được quảng cáo là loại thuốc đặc trị của liên xô và mỗi anh được phát cho hai viên xiên tâm liên trị bá bệnh phải uống ngay lập tức trước mặt y tá sau đó tất cả được về nghỉ ngơi với điều kiện người bệnh không được ăn cơm mà phải ăn cháo loãng 3 ngày để giữ gìn sức khỏe. Bộ đội đã quen ngày ba bữa rồi. Ngày thứ nhất thì còn chịu được, sang đến ngày thứ hai, tất cả đều lên trình diện y tá đại đội để xin ra thao trường vì bệnh đã hết. Và riêng tôi, giờ đây cuộc đời nhàn hạ, mỗi ngày ba bữa chiến đấu với khói lửa triền miên. Đại đội K18 của tôi đóng quân trên những ngọn đồi ven rừng cao su, cách Phum Ta bông Khơ Num lộ 7 hơn 5 km đường chim bay về hướng Bắc. Trên những bình độ này mọc toàn những cây le xen với những cây lá buôn. Mỗi khẩu đội 12 ly 7 đóng cách nhau hơn 100 mét, trải theo dáng của đường bình độ kéo dài từ Tây lên Bắc rồi vòng sang Đông tạo thành hình vòng cung đảm bảo chi viện cho nhau và ban chỉ huy đại đội ở phía sau chúng tôi cũng hơn 100 mét. Thời tiết tuy có những lúc nắng nóng cái nắng của miền nhiệt đới nóng ẩm không làm gì được bọn lính trẻ chúng tôi bởi những căn lều tạm của chúng tôi đều được dựng bằng lá buôn nên mát rời rượi mỗi khi có những ngọn gió vô công dỗi nghề lướt qua và cũng đã có những cơn mưa rào đầu mùa xuất hiện báo hiệu một mùa mưa nữa sắp đến ngoài việc mỗi ngày ba lần khói lửa thời gian còn lại là long nhong không biết làm gì sau những cơn mưa đầu mùa những bụi lè đã bắt đầu có những mục măng non nhú lên. Tôi tranh thủ đào măng, lột vỏ, rồi thái mỏng, ngâm với nước vò gạo, có một chút muối. Chỉ hai ngày sau là đã có một thứ măng chua chính hiệu. Để cải thiện cho bữa ăn, ngoại trừ xạ thủ 1, 2 và khẩu đội trưởng phải ở nhà, trực súng, còn lại thay phiên nhau, mỗi khẩu đội phải cắt 3 người, hợp thành một tiểu đội 9 người để đi chốt đường trong rừng cao su để đảm bảo an ninh cho đoạn đường chính dẫn từ lộ 7 lên hướng bắc để vào kampong chi hoặc Cửa Rau chơi ma ở nhà hoài cũng chán tôi đã xin với trung sĩ an khẩu đội trưởng cho tôi được đi chốt đường thay cho cường siberia sẽ ở nhà nấu cơm chúng tôi ba người gồm hùng lắc nghiêm trồn và tôi kết hợp với sáu người nữa của khẩu đội 2 và khẩu đội 4 do hạ sĩ kế, khẩu đội phó khẩu đội 4 phụ trách đi làm nhiệm vụ chốt đường. Vị trí chốt cách đại đội K18 là 3 km về hướng bắc. Đúng là rừng cao su Đam Bư một địa danh nổi tiếng mà tôi đã từng nghe ba tôi nói đến vào năm 1971, nơi đã từng là cứ địa của cục R của quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Nơi đây đã từng xảy ra những trận đánh nảy lửa giữa quân giải phóng với các đơn vị tổng trừ bị và thiết giáp Việt Nam Cộng Hòa, để rồi cuối cùng phần yếu thế thuộc về lực lượng Việt Nam Cộng Hòa phải rút chạy về hướng Sơn Nu bởi áp lực quá dũng mãnh của quân giải phóng. Những nông sản mà con người tạo lập và trồng trọt trên một diện tích đất thường, người ta gọi là vườn. Còn ở đây, giữa bạt ngàn cây cao su, có gọi là rừng cũng không hòa bởi mỗi cạnh của đồn điền có chiều dài hơn 10 km. Những con đường phân lô đất đỏ ba gian dài hun hút như vô tận. Đứng giữa mênh mông tàng cây cao su dập mát, với những dãy nhà máy sơ chế mũ cao su hoàng phế, không một bóng người, nền gạch móc đen cùng những mảng tường chi chít vết đạn ghi dấu ấn của một cuộc chiến đã qua vì công cuộc thống nhất đất nước. Ngày hôm nay, tôi và đồng đội của mình cũng đang đứng trên mảnh đất đam bờ, một thời ghi danh chiến sử nhưng lần này kẻ thù lại là anh bạn đồng chí của ngày hôm qua bọn khmer đỏ đại diện cho tập đoàn diệt chủng pol pot trong những cánh rừng cao su nóng ẩm này mũi nhiều vô kể ban ngày mũi kéo tương đan như phi cơ f 5 dạ oanh kích gây ngứa ngáy khó chịu chúng rất cảm tử đập chết con này thì có những con khác bay vào tấn công chúng tôi phải gom lá cao su lại đốt hun khói mới tạm yên ngồi được với chúng dưới chân những gốc cây cao su có rất nhiều lá lốt xanh tốt một loại rau để cuốn thịt bò nướng làm mồi nhậu thì thật tuyệt nhưng rất tiếc trên chiến trường thì không có ai bán thịt bò cây hà thủ ô ở đây mọc cũng rất nhiều chúng tôi thường hái về nấu nước uống nghe nói uống loại nước cây này nhiều tóc sẽ đen và không bị bạc sớm và còn làm cho con người xung độ nói chung uống thì uống để thay nước trà thôi vì trà cũng rất hiếm không phải lúc nào cũng có còn cái vụ tóc đen hay trắng hay xung độ gì gì đó thì đâu có nghĩa gì vì chúng tôi đại đa số là ngựa non nên không quan tâm mấy vụ này lắm cả tiểu đội chốt đường chín thẳng chia ra làm ba tốp mỗi tốp cách nhau hơn trăm mét dài dài theo trục đường tôi ngồi bên viện đường nghĩ chuyện trên trời dưới biển với điếu thuốc dê hùng lắc và nghiêm trồn thì vác súng đi loang quăng trông lô cao su lâu lâu có một tốp hai ba người dân campuchia chạy xe đạp đi về hướng kroutchơ ma họ chở cá sấy đường thốt nốt hoặc mắm bò hóc trong giỏ để sau xe quá trưa tôi định lấy cơm nắm ra ăn thì hùng lắc và nghiêm trồn cũng vừa về đến trên nòng súng khẩu AK của thằng Hùng Lắc, vác trên vai, treo tòng ten hai vi cá sấy, hơn chục con cá, như cá chèn, màu nâu nâu do bị ám khói. Nó bảo, Ê tị, chờ một chút đi, để tao nướng mấy con cá, rồi bọn mình cùng ăn cơm. Thằng Hùng Lắc khui đám lá cao su còn đang bốc khói, thành một ngọn lửa, rồi đưa nguyên vị cá vào nướng. Trong khi thằng nghiêm trồn, móc cái bình tông nước đeo bên hồng, ra đưa trước mặt tôi lắc qua lắc lại nghe nhóc nhách bên trong rồi nó nói tụi mình ăn cơm với các giấy campuchia và thứ nước này nhá là sao tao không hiểu nó không trả lời tôi nghiêm trồn mở nắp bình tông và đưa sát vào mũi tôi một thứ mùi thơm ập lên mũi mà các đệ tử của lưu linh đã nghe thì không thể nào nhầm lẫn được đó là rượu đế cái nắp bình tông trở thành bôi tiểu Mỗi đứa một nắp xoay vòng tua đầu tiên. Hơn nửa năm rồi chưa được nếm thứ nước nước mắt quê hương kể từ ngày dã từ quân trường bây giờ được uống thứ nước mắt Campuchia có mùi vị và chất không khác gì đế vua của Việt Nam. Rượu nấu bằng gạo thôi chứ không phải bằng củ sắn, củ mi, củ chi. Uống vào nó chạy tới đâu, nghe dần dần tới đó. Nhấm một miếng cá sấy khô để đưa cay thấy cũng được tới vòng thứ ba tôi hỏi cá sấy và thứ nước này tụi mày lấy ở đâu ra vậy mày yên tâm đi mấy tay đi xe đạp hồi nãy chạy qua đây đều là dân đi buôn gặp con tóc việt nam họ samaki tự nguyện chứ tụi tao có làm gì đâu nghiêm trồn trả lời ừ thì sao cũng được đừng làm gì bậy bạ chuyện này về thì quên đi nhé để tới tai lão quang nhữ thì tụi mình tiêu đời Tôi nói với nó Ba đứa tôi tiếp tục chiến đấu Đến vòng thứ năm Thì từ hướng bắc theo lộ cao su Đi xuống có ba người bộ đội Nhìn bóng dáng tôi biết chắc chắn Là không phải người của tiểu đội chốt đường Mà cũng không phải của đại đội K-18 Có hai người trẻ như chúng tôi Mang tiểu liên AK Một người thấp đậm trắng trẻo Dắt khẩu K-54 trên thắt lưng Tay cầm bản đồ bọc nhựa Được xếp gọn lại Đi đến chỗ ba đứa tôi người đeo k tư đứng lại, nhìn chúng tôi như giò xét. Trong bụng tôi nghĩ, thôi tiêu rồi, hay là chúng tôi bị phát hiện uống rượu trong lúc làm nhiệm vụ. Không biết cái ông này là tác chiến hay cán bộ chính trị của trung đoàn. Lần này toi thật rồi. Mặt ba đứa hơi đỏ, hờm hờm. Vì có tí men vào, nhưng chưa thể say. Nhưng có thể tố cáo bọn tôi đang làm gì. Anh ta cất lời hình như nghe có mùi ngộ ngộ hả tụi mày anh ta không hỏi bọn tôi mà hỏi hai anh lính đi cùng làm hai anh lính lúng túng chỉ biết cười hành hạch và một trong hai anh đỡ lời dạ tụi em có nghe thấy gì đâu thủ trưởng hai đứa mày dóc tổ làm gì mà không biết hả sau lời phản ứng sự không trung thực của hai lính đi cùng anh ta quay sang ba đứa tôi phán rằng ba anh kia có gì thì đem ra đi Để chia sẻ với anh em cùng hưởng Ai lại giấu giếm riêng Thế có mà chơi với dế Anh nói rồi cười ha ha Làm chúng tôi thấy nhẹ nhõm Đành phải khai báo với chính quyền cách mạng Là đang còn hơn nửa lít rượu Trong bình tông của nghiêm trồn Có quý khách đến nhà Thằng Hùng Lắc đi nướng nốt vì cá sấy Còn lại Trong khi tôi rót rượu ra nắp bình tông Mời ba người mới nhập hội Và tự giới thiệu Thưa sếp Tôi nói với người mang khẩu K54 Người đang nướng cá là hùng xạ thủ Còn đây là nghiêm Tự là nghiêm trồn Xạ thủ năm vắt chân cái Còn tôi là tị Mới từ đại đội 3 tiểu đoàn 1 Được điều về K18 Với trọng trách làm anh nuôi Ở nhà nấu cơm Buồn quá Nên hôm nay tôi xin được đi chốt đường Vì biết thế nào Cũng có ba cán bộ đi công tác về Sẽ ngang qua đây Nghe tôi vừa nói rất lời thì anh ta cười ha hả và nói Sao? Sao? Thằng cha này nói dốc Không ngượng mồm à Được, tao chịu Mấy người thoải mái Sau những lúc đương đầu với thằng địch Hơi đâu mà cứ lễ nghĩa với cấp trên Cấp dưới, chán phèo À chúng mày ơi Rót cho tao cái nữa Rồi thằng Đặng giới thiệu với anh em đi Tôi rót cho Đặng một nắp bình tông rượu Và mời cậu ta Cậu chỉ tay sang ông anh và nói Đây là thiếu y long đại đội trưởng đại đội K21 chính sát Còn em là Đặng, binh nhất, liên lạc của anh Long Và người bên trái là binh nhất Dũng, tự Long Ben Nói thật với anh Tị, nghe lúc nãy em nghe mùi là biết Khi anh Long, đại đội trưởng, hỏi tụi em nhất quyết không khai Có ba ông du kích trốn trong đống rơm Có kèm theo cả bình tông rượu Thôi tới phiên em uống đây Sáu người chúng tôi vui vẻ với cái nắp bịch tông, xoay dần, làm tôi quên luôn mình đang làm nhiệm vụ chốt đường. Chợt thiếu ý Long bắt gặp ánh mắt của tôi, nhìn vào cái bản đồ đặt trên đùi, và anh ta hỏi tôi. Cấp bậc của ông là gì? Tôi hỏi không tế nhị một chút, thường thì bị điều đi đơn vị khác là mấy ông thần tục tạt. Xếp chán quá nên cho đơn vị khác. Còn ông thì sao? Dạ thưa sếp, tôi nhập ngũ tháng 5 năm 1978, cấp bậc hạ sĩ còn lý do tôi bị tuyên chuyển sang đại đội K-18 và làm anh nuôi thì không được rõ lắm. Nhưng đã là quân nhân thì phải chấp hành lệnh của thượng cấp, không nên hỏi lý do. Tôi trả lời. Tôi thấy anh nhìn chăm chăm cái bản đồ của tôi, vậy anh có thể xem được và hiểu gì không? Thì Uy Long trải cái bản đồ, làm đôi và hỏi tôi. Tôi chỉnh lại tấm bản đồ theo hệ thống UTM của Mỹ, theo đúng hướng Bắc trên thực địa và tay chỉ vào bản đồ đã đánh dấu những ký hiệu bằng bút mỡ màu đỏ và nói Dạ thưa, tôi cũng biết sơ sơ Đây là khu vực đóng quân của tiểu đoàn 2, Cơm Pông Chi Nơi xếp vừa ra khỏi Và chỗ này đây, trong đồn điền cao su Là nơi chúng ta đang lai dài Có biết sử dụng la bàn không? Dạ cũng thầm tạm Với tuổi quân, cấp bậc của anh Và sự thuyên chuyển đơn vị Tôi nghĩ anh không thể là thành phần tụt tạt Còn điều thú vị hơn Là một anh lính bộ binh Với thời gian huấn luyện ở thị vải Có 3 tháng Thì anh không thể có kiến thức sử dụng bản đồ Và la bàn được Anh có thể cho tôi biết rõ hơn được không Dạ thưa nhận xét của anh là đúng Tôi tốt nghiệp trường bộ binh Cuối năm 73 Cấp bậc cuối cùng là chuẩn úy Thôi được rồi không cần nói thêm anh có muốn về phục vụ cho đại đội K21 của trung đoàn không? Dạ, nhiệm vụ của quân đội giao thì ở đâu cũng phục vụ được. Thế thì tốt. Một tuần sau, tôi có quyết định điều động của đại úy phòng tham mưu trưởng trung đoàn ký điều về làm tiểu đội trưởng thuộc đại đội trinh sát trực thuộc trung đoàn. Trung úy Dương Kim Hồng gọi tôi lên ban chỉ huy đại đội để giao quyết định của tham mưu trung đoàn điều chuyển tôi về đại đội trinh sát gặp tôi Đồng chí Hồng rất vui vẻ Và chia sẻ sự thông cảm Những ngày qua ở K-18 Tôi chỉ được bố trí làm hỏa đầu quân Ở khẩu đội Anh chỉ biết được sự việc và lai lịch của tôi Lúc còn ở tiểu đoàn 1 Khi trao đổi với Thượng sĩ Hùng Trung đội trưởng 12 ly 7 Và Thiếu úy Long Khi xin tôi về K-21 Trung úy Hồng đã chúc tôi về đơn vị mới Đạt nhiều thành tích để thăng tiến trong con đường binh nghiệp. Tôi theo con đường mòn dẫn từ ban chỉ huy đại đội về khẩu đội 3 hơn 100 mét. Đi thì đi vậy nhưng không cảm nhận được sự xa gần, chỉ thấy trong lòng nao nao vì sáng mai tôi phải tạm chia tay với những đồng đội thân thương, những người lính trẻ chưa hoặc mới hơn tuổi 20. Tụ hội ở đây nhưng quê nhà thì xa lắc, có bắc lẫn cả trung, nam kể cả thượng sĩ lê trọng hường trung đội trưởng quê ở thái bình đã kinh qua thời chống mỹ chỉ mới hai mươi bảy tuổi đời tôi về đến khẩu đội thì trung sĩ an khẩu đội trưởng cũng vừa từ ban chỉ huy đại đội về đến đây trên tay xách hai trái dừa và móc ra từ trong túi quần hai chai cồn chín mươi độ vừa khoe vừa ngoại giao được từ binh nhất tý y tá đại đội rồi cười ha hả tôi vẫn chưa kịp hiểu ý trung sĩ an thì cường Siberi áo bỏ ngoài quần chạy lại đứng nghiêm chào thượng sĩ hường theo đúng quân cách và báo cáo báo cáo thủ trưởng nhiệm vụ được giao đã hoàn thành em chờ lệnh của thủ trưởng được đồng chí tập trung anh em triển khai ngay chiều mượn rồi thượng sĩ hường cười ha hả ra lệnh cường Siberi chạy xuống bên nồi cháo từ dưới bếp lên trong khi cả khẩu đội tê tịu đông đủ con gà là do nghiêm trồn và thằng ngọc xạ thủ ba đi chốt đường đem về bởi sáng nay trước khi đi chốt đã được trung sĩ an dặn dò tụi nó cố ngoại giao thứ em đem về để tiễn tôi ngày mai về trinh sát anh an đập hai trái dừa cho vào bình tông rồi đổ cả hai chai cồn 90 độ vào trộn lẫn thế là đã có gần 200 lít nước mắm quê hương của quân đội món mắm là cháo gà thịt gà với măng lè ăn với ớt rừng mọc hoang trong rừng cao su cay tóe khói thay mặt trung đội 2 thượng sĩ hường tay cầm nắp bình tông tuyên bố lý do tuy chưa được ở với nhau bao ngày hôm nay chúng ta lại phải tiện anh tị về đơn vị mới tôi thay mặt trung đội chúc anh luôn mạnh khỏe và luôn thăng tiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nhớ là sau này có trở thành sĩ quan thì đừng có đi anh em nghe Anh Hường nói xong Thì uống cạn nắp bình tông Cả khẩu đội vừa vỗ tay vừa cười Trung sĩ An Cũng có lời chúc Ngày mai tôi về đơn vị mới Kế đến là tôi Tay cầm nắp bình tông rượu Và trong lòng bao cảm xúc Đón nhận tấm chân tình của cấp trên Và đồng đội dành cho tôi Ngày mai tôi về đơn vị Với cái danh xưng Hai chữ trình sát mà nhiều người mới nghe đã muốn tránh xa không biết rồi đây trên chiến trường tôi có còn mạng để đi đi anh em như thượng sĩ hưởng nói vui hay không thôi thì tới đâu hay tới đó ăn cơm trong quân đội thì chơi tới luôn chứ biết làm sao tôi chúc cho anh em ở lại bình an và hoàn thành nhiệm vụ việc chiến đấu rồi ực rượu nước rửa vẫn ngọt nhưng không nghe mùi rượu đế mà chỉ toàn mùi cồn 90 độ. Không đậm, không bốc, nhưng chúng tôi đã thấy say trong cái nợ ân tình mà những người lính dành cho nhau. Ánh mắt từng người dành cho tôi một buổi chiều là trên đồi le giữa khu rừng chiến này làm sao quên được. Vác ba lô vượt cánh rừng cao su hơn 5 km ra hướng lộ 7. Tôi vào trình diện ban chỉ huy đại đội K21. Ban chỉ huy đại đội lúc này gồm thiếu ý long đại đội trưởng người bình dương chuẩn úy cải đại đội phó người thái bình và trung úy cường chính trị viên đại đội tôi được bổ sung về trung đội hai của chuẩn úy nga trung đội trưởng để tiếp cận tiểu đội bốn thay cho trung sĩ thang giữ chức trung đội phó tiểu đội chỉ còn năm người gồm hầu tiểu đội phó năm minh và lũng long beng tất cả đều là binh nhất thêm cả tôi thì tiểu đội có tất cả là 6 để chuẩn bị cho đợt truy quét tàn quân của Pol Pot ở phía bắc huyện Đam Bơ. Lực lượng của K21 bao gồm bộ trung đội 1 của chuẩn ý giảng và tiểu đội 4 của tôi do Thiếu úy Long làm đại đội trưởng. Chỉ huy có nhiệm vụ vào phối hợp với tiểu đoàn 1 đã từ Krautchema hành quân ra Phum Ampectet ra đến bìa rừng cao su thì gặp quân của đại đội 3 và phía bên kia cánh đồng là Phung Chong, nơi đóng quân của đại đội 4 hỏa lực và ban chỉ huy tiểu đoàn 1. Tôi xin đại đội trưởng Long cho phép tôi ở lại thăm anh em trong đơn vị cũ. Và khi anh làm việc xong với ban chỉ huy tiểu đoàn 1 quay trở ra, tiểu đội 4, tôi sẽ theo anh về và được đồng ý không? Mừng quá, tôi tót ngay về trung đội 9 để được gặp lại những người đã cùng tôi một thời vào sống Gia Chín Trung Sĩ Hưng Phụ trách trung đội Vẫn như ngày nào Nghiêm nghị Ít nói Gặp lại tôi Anh rất mừng Còn bọn lính trẻ cùng lứa chúng tôi Thì ôi thôi Khỏi nói ồn ào cả lên Đang vui Thì thằng Hùng con Bẻ mép báo tin Tị Mày có hay gì chưa Hồ Văn Trọng phường 4 hy sinh rồi Cái gì Hồi nào tao có nghe nhầm không Tôi hỏi lại Trọng nó hy sinh hôm 24 tháng 4 trong trận đánh chi viện cho trung đoàn 36 và bộ chỉ huy sư đoàn tại phun chùa bên lộ 6. Không khí như trầm lắng xuống khi nhắc lại chuyện đồng đội không về để phá tan bầu không khí nặng nề. Trung sĩ Hưng nói: "Cũng chưa rồi, chúng mày bảo thằng Tị vào cùng ăn cơm đi, còn tranh thủ mà trà lá với nhau một chút." Cường nước vừa xong, Dũng Huế tay cầm bình tông trà với vẻ mặt hầm hầm nhìn tôi rồi hắn sẵn giọng vừa lôi tôi ra mé bìa rừng cao su cái đồ heo rừng mày ra đây ta bảo tôi đi theo nó mà chưa hiểu mô tê gì và tại sao nó lại mắng tôi như vậy mì có biết con heo nhà và heo rừng khác nhau chỗ nào không ý của mày là sao tao không hiểu tôi hỏi lại này nhé, heo nhà là được người ta nuôi Nên nó sống ở môi trường văn minh Nên còn ít nhiều hiểu biết Còn heo rừng thì đời sống hoang Đã làm gì có hiểu biết Và mi thì cũng giống như con heo rừng Sao mày nặng lời với tao như vậy? Có gì thì anh em mách bảo với nhau Tôi cố bình tĩnh phân trần với Dũng Huế mi còn nhớ cái bọn ngũ quỷ lớp 12 a 10 không? Nó hỏi tiếp sao lại không chứ bọn mình năm đứa chuyên quậy phá nên đám con gái cho biệt danh này mà đó là thời gian đẹp nhất của chúng mình mà sao mày lại nhắc đến chuyện này my còn hỏi tại sao à cả năm thằng đều đang yên ổn trong cái khuôn viên đại học lại chẳng muốn đùng một cái bốn thằng ngựa non háo đá nhảy vào trường bộ binh để lại mình tao bơ vơ dũng huế trách móc mày hiểu cho thời thế mà Lúc ấy có muốn tránh cũng không được Tôi phân trần Mị im đi Nghe tao nói này Trước Tết năm 1974 Cả bọn kéo nhau lên thăm nhà thầy Vinh Dạy toán ở Phú Thọ Hòa Để cho thằng Ngọc Dũng Kịp thời lên lên vị tận Buôn Mê Thuật Ở vùng 2 Cả bốn thằng mi Thằng thì quân phục giản di Thằng thì xanh lá cổ áo Mang lon vàng trông hách lắm Dũng Huế Dừng lời Mở nắp bình tông Tọp một ngụm trà Rồi lại nói tiếp tàu nhớ mãi câu nói của thầy Vinh dặn Cả năm đứa khi chuẩn bị vào đời Khôn quá cũng chết Dại quá thì cũng chết Chỉ có biết là sống Bây giờ năm đứa Còn lại mấy đứa hạ tị Thằng B bú bò Về sư đoàn 25 Có 4 tháng thì tử trận ở chuồng mít Kế đến thì thằng Hùng Tàu Về tiểu khu hậu nghĩa Cũng đứt bóng ngọc dũng thì sau ngày giải phóng lưu lạc hay sống chết không có tin tức gì giờ chỉ còn hai đứa mình thôi tị à nghe thằng dũng huế nhắc chuyện đã qua làm tôi có chút chạnh lòng chỉ biết thở dài khi chuyện đời như một giấc mơ tôi đã đốt hết điếu thuốc rồi rít những hơi dài và nói thôi dũng à chuyện đã qua nhắc lại làm chi cho thêm buồn phải nói chứ có năm thằng thì xem như lên bàn phong thần hết ba. Vì muốn sống hùng mạnh, giờ chỉ còn hai thằng, mà mày lại xin về trinh sát, thì còn mạng để về không? Được về K-18 mà lại làm anh nuôi là phúc đức của mày rồi, vậy mà không chọn. Theo câu nói của thầy Vinh, dại hay khôn đều chết, giờ mày lại muốn sống hùng, sống mạnh nữa đây. Thế mày không là con heo rừng thì là gì? dũng à bình tĩnh nghe tao nói này nghe hai chữ trinh sát thấy quá dữ đúng không nhưng nếu không có bộ binh để chiến với địch thì trinh sát làm quái gì được nói chung là mỗi thằng một nhiệm vụ mà không thể thiếu nhau tao không ở ca mốt thì những người nơi khác nếu có hy sinh thì không phải là đồng đội của mày sao dũng huế đuối lý mặt tươi lên một chút nó nhào lại ôm đầu của tôi vò búa xua và cười bảo đúng là cái đồ heo rừng hay lý sự cồn thật đáng ghét tao chỉ lo cho mi thôi nhóc ạ hai đứa tôi có được hai giờ đồng hồ để ôn lại chuyện ngày thơ bốn giờ chiều thiếu y long đại đội trưởng cùng tiểu đội bốn của tôi quay trở ra tôi phải ra để theo về trung đội một ở lại phối thuộc với tiểu đoàn một cho trận càn vào ngày mai Trước khi về Dũng Huế còn rúi cho tôi bốn gói tam đạo Mà nó đã để dành Tôi vui lắm Vì lúc nào nó cũng nghĩ đến tôi Nhưng tôi có biết đâu Đó là lần sau cùng của chúng tôi Còn được gặp nhau trên chiến tuyến Không có đường biên